Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có được cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Phong thủy Tâm Nguyên xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Em là Đức Trung, trợ lý của thầy Tâm Nguyên. Sau rất nhiều những câu hỏi thắc mắc cũng như là những mong cầu của các anh chị về mong muốn được hướng dẫn cũng như rằng là giải đáp những thắc mắc về việc kích hoạt tài lộc cho ngôi nhà như thế nào, cách xác định những phương vị tốt, những phương vị xấu, cách xác định những hướng có vận khí tốt, hướng có vận khí xấu để từ đó đưa ra những phương án về kích hoạt hay hóa giải. Qua những câu hỏi như vậy thì ngày hôm nay Phong thủy Tâm Nguyên xin phép sẽ đi vào chi tiết hướng dẫn các anh chị cách kích hoạt tài lộc cho ngôi nhà trong năm 2019 như thế nào. Như các anh chị đã biết, đất thì có vận của đất và trời thì có vận của trời. Mỗi năm vận khí đất trời thay đổi, con người nhỏ bé chúng ta sống trong vũ trụ này dựa vào thiên khí, địa khí mà kiến tạo nên một không gian sống, môi trường sống, cảnh quan hay cách cục để đảm bảo sự hài hòa giữa thiên, địa, nhân khí, cân bằng yếu tố âm dương ngũ hành, từ đó sinh ra hòa hợp, tạo lên tài lộc, sức khỏe và gia đạo bình an. Việc nắm bắt thiên khí, đến hướng hay cách bài trí sắp xếp và sử dụng pháp khí phong thủy để kích hoạt những phương vị tốt lành hay hóa giải những phương vị xung sát là việc vô cùng cần thiết. Theo hành không vi tinh, chúng ta đang ở hạng nguyên của vận 8. Và năm 2019 Kỷ Hợi thì tinh bàn huyền không có kết cục trùng với tinh bàn của đại vận. Tức chúng ta sẽ thấy sao số 8 nhập trung cung. Từ đó phi tinh ra chúng ta sẽ thấy các sao khác nằm ở nhiều vị trí khác nhau, mang lại yếu tố đất cục hay hung tinh. Dựa trên lòng bàn tay và theo đường lượng tiến xích chúng ta có thể suy ra điều này. Sao số 8 nhập trung cung, từ đó chúng ta thấy cửu tử đến tây bắc, nhất bạch quan tinh đến phương tây, nhị hắc bệnh phù đến đông bắc, tam bích thị phi đến phương nam, tứ lục văn xương đến phương bắc, ngũ hành đại sát đến tây nam, lục bạch đến phương đông và thất xích phá quân đến đông nam. Một số cát tinh mang lại vận may và một số hung tinh khác thì mang lại những vận rủi ro và từng phương vị, ảnh hưởng lớn đến cát và hung của gia chủ. Chi tiết về các hung vận khí của từng hướng và phương vị, anh chị theo dõi và luận bàn cùng với Phong thủy Tâm Nguyên chúng tôi. Và Phong thủy Tâm Nguyên sẽ xin đi vào chi tiết các hung vận khí của từng hướng hay phương vị theo thuận chiều kim đồng hồ. Tức là chúng ta sẽ bàn đến các hướng Nam, Tây, Tây Bắc, Bắc, Đông và Đông Nam. Và ở khu vực trung cung, phương vị đầu tiên đối với những nhà hướng nam và phương vị hướng nam, nhà hướng nam có giải độ từ 157,5 độ cho đến 202,5 độ. Năm 2019 Kỷ Hợi, sao tam bích nhập vào phương nam. Sao tam bích hay còn gọi là lộc tồn, chủ về thị phi, ngũ hành thổ mộc, tượng trưng cho tiểu kiếp cùng với những chuyện thị phi trong công việc và trong cuộc sống. Để tránh những tác động xấu và hung tinh này đem tới, trong năm 2019 này không nên đặt cây xanh hay những đồ vật có ngũ hành thổ mộc ở phương vị nam trong nhà. Cũng không nên nuôi cá hay đặt bể cá ở đây, vì rằng thủy dưỡng mộc sẽ khiến cho những mối nguy hại mà tam bích hung tinh mang đến ngày càng lớn hơn. Ngoài ra, nếu giường ngủ hay bàn học của trẻ nhỏ trong nhà nằm ở phương vị này thì cần phải hết sức lưu ý những chuyện bất trắc có thể xảy ra. Gia chủ cần lưu tâm về vấn đề sức khỏe, các thành viên có thể mắc phải những bệnh ngoài da hay bệnh gan thận. Tam bích cũng là sao chủ về trộm cướp và mất của. Để hóa giải với những nhà hướng nam, ta sử dụng vật phẩm nguyên lộc hoa mai treo tại cửa chính của nhà và trải thảm lưới cửa nhà màu đỏ để đem lại sự may mắn, kỵ tà hóa sát cũng như tiết chế đi mộc khí của sao tam bích đáo đến hướng nhà năm nay. Như các anh chị đã biết, trong phong thủy, đồng hoa mai tượng trưng cho yếu tố may mắn và hóa giải những xung sát đến với ngôi nhà. Hay anh chị cũng có thể sử dụng đồng hoa mai như một vật phẩm hộ thân may mắn để mang theo bên mình. Với thiết kế bởi 5 cánh đồng hoa mai tượng trưng cho ngũ phúc lâm môn, tượng trưng cho sự hòa hợp của âm dương ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tượng trưng cho 5 điều phúc đức mà con người chúng ta hướng đến, đó là mệnh, họ, phú, quý, trường. Cũng như với thiết kế có mặt hình và mặt chữ để tăng tài và mặt hình để tăng phúc và hóa sát. Thì đồng hoa mai gần như là một trong những vật phẩm vô cùng đắc cách để chị tiến hành là sử dụng, mang theo bên mình hoặc là treo tại hướng cửa nhà để hóa giải yếu tố xung sát hay chiêu thêm những cát quý tốt trong năm 2019 này. Với đồng nguyên lộc hoa mai, anh chị treo tại nhà hướng của hướng nam, treo chúng ta có thể treo phía bên ngoài của cửa hay phía bên trong của cửa, tùy theo cái thuận lợi mà chúng ta tiến hành sử dụng để mang yếu tố về cát quý tốt nhất, cũng như đặt thảm lưới cửa nhà màu đỏ
ngũ hành thuộc hỏa để tiết chế bớt đi cái yếu tố hung khí của sao tam bích, vì mộc sẽ sinh hỏa mà tiết bớt đi tính hung này. Xét theo yếu tố phương vị thì chúng ta sẽ tìm đến phương vị nam ở trong phòng khách, và tại phương vị này chúng ta có thể thiết kế kệ hay tủ để chúng ta đặt vật phẩm kim long trên đó, hoặc đấy nếu như là vị trí của phòng làm việc, bàn làm việc thì chúng ta sẽ đặt trực tiếp tượng kim long ở trên bàn làm việc. Với thiết kế của hình tượng thanh long quấn quanh kiếm thất tinh, đây là hình tượng mang yếu tố về quyền uy và chẳng đi thị phi hay cũng như tiểu nhân quấy phá. Trong phong thủy hay trong đạo Phật hay kể cả trong đạo giáo thì hình tượng thanh long mang hệ hình tượng của quyền uy, sức mạnh cũng như rằng là hóa giải những điều thị phi hay những điều tăm tối mà kẻ tiểu nhân hướng đến cho thân chủ, đồng thời kết hợp với hình tượng của kiếm thất tinh, tịch tà hóa sát cũng như là chản tiểu nhân thị phi quấy phá. Thì đây là hình tượng đắc cách. Trong phong thủy chúng ta sử dụng tượng kim long quấn kiếm để đặt tại phương vị nam trong nhà, hóa giải đi những yếu tố thị phi mà chủ sao tam bích hướng đến, bởi đây là sao chủ về kiện tụng thị phi cái cọ là điều không tốt, khiến cho bất cứ gia chủ nào cũng trở nên lo nghĩ. Thì với việc nhà hướng nam chúng ta sử dụng sâu nguyên lộc hoa mai, và với phương vị nam trong phòng khách chúng ta sử dụng tượng kim long hóa sát, thì đây là những vật phẩm vô cùng đắc cách được thầy Tam Nguyên cũng như các thầy trong hiệp hội phong thủy dịch học thế giới phân hộp tại Việt Nam nghiên cứu và đưa ra ứng dụng. Tiếp theo chúng ta bàn đến về vấn đề xây dựng sửa chữa nhà cửa năm 2019 đối với nhà hướng nam. Theo đình long của Tam Hợp Phái, năm 2019 Kỷ Hợi, trục nhà tọa bắc hướng nam rất thuận lợi cho việc khai sơn lập hướng và tu tạo sửa chữa. Tức ý ở đây chúng ta nói đến việc xây dựng một ngôi nhà mới hay tu tạo sửa chữa tại phương vị nam của một ngôi nhà cũ, nhưng chúng ta nên chọn lựa vào các tháng vượng để tiến hành là tu tạo sửa chữa và khai sơn lập hướng thì sẽ tốt hơn. Với nhà hướng nam bao gồm ba sơn hướng là bính, ngọ, đinh, các tháng vượng để chúng ta xây dựng nhà mới là các tháng tháng giêng, tháng 2, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 11 và tháng 12 âm lịch. Với tháng vượng để chúng ta tiến hành tu tạo sửa chữa phương vị nam trong nhà năm 2019 là tháng giêng, tháng 6, tháng 8, tháng 11 âm lịch. Để triển khai được, gia chủ cần đo đạc kỹ lưỡng độ số của hướng nhà kết hợp với ngày tháng năm sinh các thành viên trong nhà để chọn lựa ra năm tháng ngày giờ đắc cục ta triển khai động thổ xây dựng hay tu tạo sửa chữa. Chi tiết thì anh chị và các bạn có thể liên lạc ngay đến số hotline hiện trên màn hình, hoặc để lại thông tin họ tên, số điện thoại cũng như câu hỏi cần giải đáp ở bên dưới phần bình luận. Đội ngũ trợ lý của thầy Phong Thủy Tam Nguyên chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay với các anh chị để tư vấn cụ thể. Xin cảm ơn.